Điều ít biết về Vít Hia, bạn gái Indonesia khiến Đạt Villa yêu say đắm. Mới đây, cư dân mạng đã không khỏi xôn xao, bàn tán khi biết tin Đạt Villa đã từng ly hôn vợ và có con riêng 7 tuổi. Một trong những điều khiến người tò mò nhất chính là phản ứng của Vít Hia, bạn gái hiện tại của nam TikToker. Cô chính là người đã khiến cho anh chàng vượt hơn 5.000 km để gặp mặt. Trước khi tin đồn từng ly hôn vợ và có con riêng 7 tuổi, Đạt Villa được đánh giá là một người bạn trai lý tưởng, hết lòng vì bạn gái. Ngay từ cách anh đối xử với Vít Hia, bạn gái người Indonesia cũng khiến nhiều dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Trên livestream, khi được fan hỏi, nam TikToker cũng từng công khai giới thiệu người yêu mới. Cô nàng tên là Vít Hia, sinh năm 1999, một hot TikToker của người Indonesia. Số lượng người theo dõi cô nàng trên nền tảng này cũng rất lớn, lên đến 4,4 triệu follower. Ngoài được chú ý vì bạn gái là Đạt Villa, cô nàng còn khiến nhiều fan Việt thích thú trước cách nói chuyện đáng yêu, nụ cười rạng rỡ, gương mặt bánh bao cũng giúp cô nàng chiếm được nhiều thiện cảm của người xem. Giữa tháng 3 năm 2022, nam TikToker lặn lội vượt hơn 5.000 km sang Indonesia để thăm bạn gái. Khoảnh khắc cặp đôi trực tiếp gặp mặt nhau lần đầu tiên đã khiến dân tình thích thú. Suốt thời gian đó, cả hai không ngừng chia sẻ những hình ảnh clip đi chơi vui vẻ, thậm chí là Vít Hia còn chăm chỉ quay những video hài hước cùng một bạn thân của Đạt Villa. Qua đó cũng có thể thấy được rằng cô nàng là người rất gần gũi và biết quan tâm đến mọi người. Vì vậy, rất nhiều fan của Đạt Villa đã ủng hộ cặp đôi đến với nhau, sớm về chung một nhà, vượt lên cả khoảng cách địa lý hay bất đồng ngôn ngữ.